việc sửa chữa cải tạo, nâng cấp máy móc các thứ này, đảm bảo phát triển vốn của các cổ đông này, nâng cao đời sống vật chất tinh thần lao động này, đấy chung chung thôi, đầu tư cháy các bạn. Đây cái này đang cần phải nghĩ đúng không, tiếp tục kiến nghị với các về thanh toán khoản lỗ trên là tỷ giá theo quy định rồi. Bù lỗ ngày xưa chả thấy được bù gì, không hiểu như nào, khả năng hay là tự bù rồi. Rồi, đúng rồi. Thì ra một thứ nhạy cảm. Rồi, nói chung là họ không chẳng quyết định gì xây nhà máy ba cả, đúng không? Chúng ta cũng biết là bên phá lại đúng không? Họ đang đi xây nhà máy ba. Và vừa rồi theo tài liệu của Đông công bố thì họ vẫn công bố, đúng không? Không biết là được bỏ phiếu hay không. Hoặc là chính phủ có thực sự có muốn xây nhà máy ba không? Còn họ vẫn đưa vào, đúng không? Xây nhà máy bay tốt, nhưng mà đấy vẫn là chỉ gọi là kế hoạch thôi, còn việc nhà nước còn phải duyệt nữa cơ, có rủi ro, có rủi ro cạnh tranh giữa các nhà máy điện nhiệt điện với thủy điện, rủi ro trên này tỷ giá rồi, hiện nay trong giá bán điện vẫn chưa được ghi nhận đầy đủ trên này tỷ giá, trích bù trên này tỷ giá. À rồi, trong thông tư ngày xưa 54 của bên Bộ Công Thương thì có nói là được bù, nhưng mà cuối cùng thì đến giờ chưa thấy đâu, chưa được ghi nhận đúng không? Đó mấy năm rồi không có cổ tức, hy vọng là mai này mà làm rõ tài chính với nhau thì được bù đúng không? Được bù thì ghi nhận, có khi sau này PTB lại thành ngon, còn năm xưa bao nhiêu tỷ giá ông gánh hết vào đầu rồi, không có like đúng không? Lại bao nhiêu chịu hết vào tỷ giá, bây giờ thì đến giờ gọi là chưa được thực hiện, sau này mà được thực hiện thì hy vọng là lại có quả cổ tức đột biến đúng không? Ảnh hưởng thì tôi con đề xuất hao nhiệt tinh vào nhà máy, cái này nghe rất là phù phiếm kỹ thuật đúng không? Cái này chắc phải bạn nào bên được cơ, các vật tư sửa chữa lớn thế này chủ yếu nhập khẩu, do vậy thì à cái này chắc là liên quan đến sửa chữa đúng không? Rồi ở đây xem thử tiếp nha. Kết quả kinh doanh năm 19 này nó xem họ tính như nào thì sẽ nghe từ sản lượng điện sản xuất lớn, tình hình cung cấp nhiên liệu than của các tháng đầu năm không ổn định, ảnh hưởng lưu lượng nhiệt độ nước đầu vào kênh tuần hoàn làm cho các tổ máy không phát được công suất tối đa tại nhiều thời điểm, giảm hiệu suất của tổ máy dẫn đến tiêu hao nhiên liệu tăng cao. Theo như mình biết là lý tưởng là phải khoảng trên 7.000 giờ, thì giờ thì chưa được, nếu kể cả tính cho sản xuất đây thì chưa được, mình từ 7.600, 6.300 thôi, như vậy là theo công suất thiết kế là thiếu 7.000 giờ một năm, như lũy nhân vào thì kể cả theo sản xuất thì cũng chỉ có 6.300 thôi, như vậy là thiếu 10%, bảo sao mà, như vậy chắc là máy móc là còn chưa trơn tru, đúng không? Rồi khách quan nước biết gì đấy, à tiêu hao nhiên liệu tăng cao, nhiệt độ nước đầu vào, nước đầu vào nghe rồi, rồi công ty là con của Genco một à, rồi Genco một năm nay cổ phần hóa đây rồi thì sao, rồi 42% là một công ty rất đặc biệt, Genco là không cầm đủ 51, phải lại 16. Phả lại thì là như là con của Genco 2 cơ. SCC cũng ở đây rồi. TKV, rồi Ri cũng chui vào đây. Vinaconex cũng ở đây à? Vinaconex thì không bán gì không nhỉ? Không thấy bán gì. Rồi, Vinaconex không mua bán gì cả. Cái này nó cầm 1% rồi. Bán chưa? Rồi, tạm thế có khi nó rút khỏi ghế hội đồng quản trị thì à ghế ban kiểm soát thì có khi chả cần về bán, chả phải báo cáo, 1% dưới 5% thì không cần báo cáo, xem thử năm xưa có lệnh giao dịch gì lớn không. Ui. À, nếu mà lớn thì chỉ có thỏa thuận thôi, khả năng cao là Vinamilk chưa bán đúng không? Rồi ít lắm,
những lệnh lớn này hầu như ít. Thỏa thuận nhiều thì chỉ một hai trăm ngàn thì chưa chưa giải quyết gì cái này cả. Ở đây đây đây, tháng 12 năm 18, ui vậy à, nhưng mà cũng không phải lớn, cộng lại chỉ mấy trăm ngàn thôi. Rồi có lúc trận nhá, ngày cuối cùng của năm mới này chắc ông đẩy giá để ông chốt năm thôi, 380 ngàn. Rồi cái gì cả, ui ngày đấy không có dịch nhiều nhỉ, mấy ngày liền không có dịch, vậy là cũng bình thường đúng không? Rồi hình như khả năng rất khó là có cái lệnh thỏa thuận nó lớn, khả năng là nếu thế thì Vinamilk cũng chẳng có gì để bán, bởi vì thông thường mình biết là các cổ đông mà góp vào mà event làm chính thì thông thường là các ông ấy phải góp giá 11 cơ, nhưng ngày xưa thì chả thấy giá 11 bao giờ cả, thế làm sao mà bán, nếu bán thì thành cắt lỗ, như vậy là không có gì để bán. Rồi mấy hôm đầu lao nhau tí ăn cho mấy phiên sàn đạp xuống cái thì xuống 9 xuống 8 ngày. Đúng rồi, chính xác rồi, 57. Như vậy tính ra mà nói thì theo khi video này cũng chưa ra đâu, đúng không? Khả năng là cái 5 triệu này vẫn đang trôi ở đây. Rồi, có thể hy vọng sau này ông đấy ra nốt thì chắc hàng ầm ầm ngay. Rồi đi bán dọa tí thôi. Rồi, tiếp nhận. Kiểm tra ra là cái doanh rồi. À đây là cổ đông nhỉ, quên. Sản xuất là 7 tỷ rưỡi đúng không? 7 năm không biết là số liệu này có đúng không? Hay là ông nọ đọc trên báo rồi. 7 tổng này. Rồi 6 8 9 10 lại một tí rồi đúng không? Xong rồi ông phát biểu trên báo để mình lấy xuống mình cốp vào rồi. Giá bán này cũng là tốt rồi. Rồi. Lợi nhuận thực hiện đúng không? Không bao gồm tỷ giá là 785, chính xác rồi. Đúng không? Năm tới là nếu chưa mà không bị dính cái tỷ giá kia thì năm tới này là hết rồi, đúng không? Thì sao lợi nhuận nó phải tầm 780 cơ. Bao gồm gì là gì mà 650, đúng không? Bao gồm cả cho thuế thì còn 650 thế thôi, trừ mất thêm mấy tỷ nữa. Lợi nhuận lũy kế đúng không? 2019. À, rồi, đã hiểu. Lỗ đến lỗ ngày xưa là 700, năm ngoái bù được 200, năm nay bù 650, tính ra là chỉ còn có 151 tỷ. 151 tỷ mà bù được 450 thì nếu mà cổ tức maximum mình chỉ được 3% thôi, cái này chắc là để thôi để trả cho các bộ nhân viên cho nó sống xanh. 151 tỷ chắc là để trả 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 cổ tức cho trả gọi là quỹ khen thưởng cho người ta thôi, đúng không? Mình bám vào đấy. Rồi. Rồi cái 10% này ẩn hết nhá, đúng không? 10% theo mình biết là có 2,3% là của bên bên gì nhỉ? Bên BTP, đúng không? BTP cũng cầm. Rồi thằng nào cũng cầm nhỉ? Thăng Mơ cũng cầm. Rồi để tí ra đến cái đấy thì mình sẽ đánh giá đây. Chắc là bên ngoài chợ cũng không nhiều đâu, theo mình nghĩ là cũng không có nhiều. Ít thôi. Như vậy là chỉ còn có từng này thôi, từng này thì chắc là không chịu tức được rồi. Rồi đúng không? Như vậy năm sau sẽ là năm đẹp nhá, còn 150 chia 300 là maximum. Là hết rồi, đúng không? Đã hết lô. Vậy là đây là một thứ rất quan trọng đúng không? À, cụm nó vào đây này. Đã hết lô. Đây như là hơi lỗi. Rồi đây hy vọng là ok đúng không?
Rồi đúng không? Như vậy là đã hết lỗ. Tỷ giá 59 và chỉ còn dư đúng không? Tức là khoảng 300 một lệ. Chắc là họ không trả đâu. Ít quá, lon nhon. Năm tới đi, đúng không? Năm tới là nhuận 800 tỷ nữa à? Thì trả sông xanh ngay. Anh em nào muốn đầu tư gì vào đây? Rồi nhân sự nhá, có 817 người, như vậy là hình như là cũng ngang phèo thằng kia thôi. 817. Hình như là bên bên kia là 862 phải, bên HND rồi, như vậy là cũng ngang phèo. Công suất thì ngang rồi. Còn lại có 3 người thôi, tiết kiệm nhỉ. Ngô Chính Nghĩa 18 như anh ấy trẻ nhỉ, 18. Bây giờ hơn 40 tuổi. Người Đông Triều Quảng Ninh. Điện thoại đây, hai bạn bè thì gọi. Rồi, ngày xưa công nhân nhá, nhưng mà họ đi lên tốt. Bia nó giải phát Hạ Long này, Hạ Long này, rồi chắc mới ra trường. Công nhân nhà máy điện Uông Bí này, chuyển sang nhà máy điện nó bắt đầu từ năm 2004. Chuyên viên phòng kỹ thuật an toàn, đúng không? Vậy chắc đoạn này đi học đại học. Công ty nhiệt điện Quảng Ninh, đúng không? Như vậy nó bắt đầu từ vào Quảng Ninh từ năm 2007. Kỹ sư phân xưởng điện, trưởng ca vận hành nhà máy, phó phòng kỹ thuật an toàn, phó quản đốc phân xưởng, quản đốc phân xưởng điện, phó tổng đốc. Rồi thì đó này là phó tổng đốc mà đồng thời là phụ trách luôn. Như năm ngoái có vụ gì nhỉ, bị bắt, bị bắt không ạ? Năm ngoái có cái vụ lên báo. Đây, đầu năm ngoái gì đấy, đây ông Lê Duy Hạnh này, biết tham mô cái gì, thấy bị cơ quan cảnh sát điều tra xích. Và lúc 15 giờ ngày 24, nhưng mà cách đây là năm 29, công ty nhiệt điện Quảng Ninh nhận được văn bản số của bên gì đây, cơ quan anh điều tra của Bộ Công an, khởi tố bắt tạm giam đúng không? Bị can là đảng viên vi phạm. Theo đó ngày 28 tháng 3 19 thì cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Hạnh, chủ tịch hội đồng quản trị bí thư đảng ủy. Ô thế còn tổng đốc đi đâu nhỉ? À bây giờ này là lập quyền luôn, quyền 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 báo cáo thường niên này thì sao không ghi nhỉ, phó tổng đốc luôn, gọi là quyền phụ trách vì không thấy tổng đốc đâu cả. Chủ tịch năm ngoái thì bị xích rồi, cho xem lý do xích nha. Ở đây cơ quan này, đây. Ông Lê Duy Hạnh xe 63, Chí Linh Hải Dương. Ô cái này khả năng là ông này ngày xưa làm phản lại nhảy sang bên đây rồi, bí thư đảng ủy và tại chính bộ phân xưởng vận hành Nguyễn Xuân Long trên tầng 3. À xin cả hai cơ, thư ký công ty đúng không? Như vậy là chắc thư ký của ông Hạnh. Thế còn như vậy là hai thầy trò đã bị xích rồi. Rồi đúng không? Như vậy là bị phó thủ trưởng cơ quan điều tra bắt luôn rồi. Chắc là nghe bảo có những cái vi phạm gì đấy, mình vi phạm thì chắc là trong quá trình mua bán hay là sửa chữa gì đấy thì kê giá vào, đúng không? Chuyện này thì không biết, còn nếu mà thích sốt thêm thì xem có tham ô gì không thì thử xem nào, đúng không? Đây, chắc báo đây rồi, tuổi trẻ mà bỏ năng như nào. Rồi, cũng có tuổi, chú này 63. Bắt luôn cả tránh văn phòng. Thư ký chứ, không phải tránh văn phòng. Rồi, nhiều một nhà máy rất là to. Đúng không? Rồi, họ đưa tin thôi.
Hé lộ lý do. À, lý do rồi, hé lộ lý do. Đọc cái. À, đây. Làm giả con dấu, đúng không? Tại cơ quan tổ chức xảy ra tại làm giả con dấu. Loạn đây nhỉ. Như vậy là không phải tội tham ô rồi, làm giả con dấu. Rồi ông Nguyễn Xuân Long, xuyên 83, tôi dính vào đây. Ê, mệt. Chắc là định đi theo thì mai mai này còn lên được. Bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, như vậy là to như công ty rồi. Trước đó ông Hạnh là thành viên kiêm tổng đốc, như vậy là như là to nhất công ty này rồi. Còn là cho tặng bằng khen như vậy cơ, vậy là gọi là bị làm giả con dấu nhá. Cái này ngoài nghe loáng thoáng thế thôi chứ cũng không để ý, ngoài mình chả để ý QTP lắm. Rồi đây mình kiểm tra xem còn gì không. Anh Lê Việt Cường, thì là sinh năm 79, đúng không? Như vậy là cựu chủ tịch bị bắt, đúng không? Lê Duy Hạnh vào tháng chẳng biết tháng 3 hay tháng 4 gì đây, tháng 4 19, tội ở đây là làm giả con dấu theo làm giả con dấu tài liệu cơ quan nhà nước. Đây là trình yếu lại thôi nhá, không bị cái này rồi. Cơ quan tổ chức nhà nước. Đang này ngon lành thì dưng lại chính là những cái việc này, chắc là có ẩn khúc gì đấy này, tạm thế. À, có thể ri lên tiếng này xem luôn. À, ri chất vấn luôn rồi, cổ đông lớn. À, rồi việc bắt giữ liên quan tới hai gói thầu mua sắm thiết bị và sửa chữa. Công an tình nghi có sự giả mạo trong quyết định gói thầu trên. Đang gián tiếp sở hữu PTP thông qua Huy cũng nắm 24% tại còn lại. Rồi, đúng không? Còn lại thì nắm 25% từ kia. Mà thực ra là Huy thì cũng cầm khoảng 9% thì phải. Rồi theo Ri nói thì là cái gì đây, liên quan đến họ gọi xong rồi. Rồi như vậy là đây nhá, đây là câu câu nói của Ri, mình côm một cái đúng không, oan gia. Như vậy là đúng là cơ quan tổ chức nhà nước lúc nào có hiện tượng gọi là phải đấu thầu để vào mua đấu thầu để vào sửa chữa nhà máy thì ông kê giá vào đấy. Cái này tất nhiên là sửa chữa hàng năm thì 100-200 tỷ thì đối với nhà máy thì không phải lớn, nhưng mà đối với từng cá nhân thì đấy là vô số tiền vô cùng lớn. Chỉ cần kê khoảng tầm 30% thôi là cũng đã khối việc rồi. Nói chung là công ty nào có đi thì sẽ kiểm soát dần lên, hy vọng là bà kia đi cầm nhiều lên thì ra việc. Rồi trong hôm nay mình cứ dừng đây nhá, hôm tới xem tiếp vậy, đến mấy anh được mới đi được anh Nghĩa thôi, ok nhá.